xe này là ghế ngồi nha bác, không phải ghế nằm. Hồi đó ngay đây có một tượng đài chiến sĩ vô danh nè. Tay trái là trường Hồng Bàng. Trước năm 75 nó vẫn là Hồng Bàng luôn nha bác. Chạy Trần Nguyên Hãn trước năm 1975. Đây khu bệnh viện nè. Ồ, bệnh viện bây giờ vẫn đông xe nào đó. Bệnh viện này, bệnh viện Đại học Y Dược. Sân luôn á. Khám mấy bệnh viện này mệt lắm nha bác. À, bệnh viện Đại học Y Dược này nè, người dân người ta vô khám đông lắm. Và ba mày còn thấy họ mày ngồi xếp hàng đó mệt lắm. Khám này mà không biết mà ngồi xếp hàng kiểu đó không biết đợi chừng nào mới được khám. Còn qua chỗ của ba Michael thì nó hơi vắng hơn tí. Khám có một hai người à. Bệnh viện này đã bắt bình thường là người người Campuchia người ta qua đây người ta chuộng bệnh viện này lắm. Con đường này được Mạc Thiên Tích nè. Ông Mạc Thiên Tích này là con của ông Mạc Cũ á bác. Áo bác không cho mình dân mà cũng phải để thêm tiếng Khmer vô luôn nữa. Đấy. À, đây là cảnh mà người dân bắt đầu đến trưa nè, ta đi ăn cơm trưa nè. À, cơm tấm, hủ tiếu. Xung quanh bệnh viện là mấy món gì cũng có, bác bún bò, bún riêu, bánh canh, hủ tiếu. Hủ tiếu Nam Giang cũng có luôn, một phần có 30 ngàn thôi. À, thấy à. Đây là cổng sao cấp cứu
là cơm phở với bún bò, ba cái loại này là ba mày thấy nhiều nhất luôn á. Ô, nhà xe Long Phương, ba mày còn hay đi nhà xe này nè. Nhà xe Long Phương bây giờ về đây hả ta? Rồi đó, mỗi lần ba mày còn đi qua Campuchia, ba mày còn đi nhà xe Long Phương nè. Long Phương hay Long Phượng gì đó. À, bây giờ là đi việc đi qua lại Campuchia nó dễ dàng rồi bác. Đi bình thường rồi. Vậy á, mà không hiểu sao cái hàng Trung Quốc đó bác, nó lại không cho dân của nó đi qua Việt Nam du lịch. Cho nên bây giờ là các công ty du lịch, rồi các lữ hành, rồi mấy cái phòng vé máy bay, rồi nhất là mấy cái địa điểm du lịch đó ở ngoài Khánh Hòa bác, và bao nhiêu bác biết mà, hồi xưa dân Việt Nam mình cứ tối ngày cái chửi chửi Nha Trang, Khánh Hòa là giờ đất toàn là người Trung Quốc không đó. Xin thưa bà con bác, bây giờ hàng Trung Quốc nó cấm, nó không cho dân nó đi qua. Bây giờ chính ở ngoài Nha Trang, Khánh Hòa bây giờ lại sức bất sang bang. Thời gian vừa qua dân Việt Nam cũng đi du lịch nè, nước ngoài cũng đi du lịch nè, nhưng mà đâu bằng, không bằng một góc của người Trung Quốc nữa. À, cho nên bây giờ ở ngoài đó bây giờ cũng đang khóc tùm lum á. Bây giờ đặt ra dấu hỏi là tại sao mà Trung Quốc không cho dân của nó đi qua bên Việt Nam đi du lịch đi nè. 20 nước có nghĩa là Trung Quốc là chính thức là mở cửa cho đi du lịch á, trong khi đó Lào có nè nha, Campuchia đi được nè nha, rồi Thái Lan đi được nha, mấy nước Đông Nam Á cũng nhiều lắm đó nha, nhưng mà không có Việt Nam. Trong khi đó Việt Nam là coi như là một cái bờ biển kéo dài luôn. Nghĩ sao mà đi qua Campuchia du lịch được mà Việt Nam thì không cho đi, khó hiểu. Bây giờ ai cũng không hiểu nổi tại sao. Mà bà con cô bác biết không, mình ở Việt Nam mình á, bà con á, người dân thì tối ngày cứ phản đối Trung Quốc, rồi lên tiếng, rồi hồi đó cứ có nhiều cái chuyện vụ mà ba mày thấy báo chí đăng á, là một số cái cửa hàng ở ngoài Khánh Hòa, Nha Trang gì không đón gì tùm lum, nói chung là đủ thứ việc á. Nhưng mà khi mà xảy ra cái vụ dịch này là Trung Quốc nó cấm một phát một thôi là bắt đầu là ngành du lịch lao đao. Bây giờ kiếm đâu ra cái số lượng nó phục hồi bù vô cho cái số lượng của người Trung Quốc đây. Cái mục tiêu của Việt Nam đặt ra 58 triệu người. Nhưng mà bây giờ người ta nói rằng là nếu mà có lượng khách vô Trung Quốc mà không qua là mà không biết có đủ mà để coi như là chỉ tiêu 8 triệu hay không. Trong khi đó ở Thái Lan đặt mục tiêu là 25 triệu khách du lịch đó bác. Thì nghe nói rằng là lượng khách Trung Quốc đang đổ dồn vì đó là có lẽ là đạt, có thể là vượt mất luôn 25 triệu. Bên tay trái là con của bác đây là hồi xưa đó là câu lạc bộ Sĩ Quan. Con đường này là đường Hành Thái rồi bác. Đường An Dương Vương, con đường An Dương Vương này hồi xưa đó là đường Hồng Bàng. Đó, cho nên mình thì lúc mà khách người ta qua thì mình cứ dân mình cứ chê. Đó, đến khi mà nó không qua nữa là bắt đầu về lại khóc. Đó, bây giờ đang tìm kiếm bài toán, giải quyết cái bài toán. Tại vì theo thống kê bà con bác ông, trước cái thời điểm dịch đó, trước cái thời điểm dịch mà diễn ra đó, thì cái lượng khách Trung Quốc là chiếm bao giờ cũng vậy nha bác, chiếm 1/3. Ba mày gọi ví dụ đi là 8 triệu khách du lịch đi, thì năm nay là lượng khách Trung Quốc phải qua phải là 2,4 triệu người nữa bác. Thì số lượng mà 2,4 triệu người đó tìm đâu ra bù vô cho đủ. Đó là trên phải ba mày gọi đây, hồi xưa là có bốt Hàng Đông, hội thánh cơ đó, Phục Lâm đang tích cực. Cái này là họ cái cơ đốc này nè, ba mày gọi nhiều khi ba mày gọi cũng muốn làm một cái video. Đây hồi xưa hạt kem đánh răng. Ba mày gọi cũng muốn làm một cái video á, để chia sẻ với bà con các bác về cái góc nhìn của ba mày gọi, về những cái hiểu biết của ba mày gọi về cái đạo này, nhưng mà ba mày gọi sợ quá. Nói đụng về vấn đề tôn giáo ba mày gọi hơi sợ.
mà con bác biết là có ba cái hội thánh ở Việt Nam mình, có ba cái hội thánh đó là Cơ Đốc nè, rồi Công Giáo nè ha, rồi thêm một cái nữa là Tin Lành à, nhưng mà ba mày còn cũng nhiều khi muốn làm một cái video để cho bà con các bác dễ nhận biết là được ba cái đạo này nó có điểm giống và điểm khác như thế nào à. Nhưng mà góc nhìn của mình nó còn hữu hạn quá cho nên sợ chưa dám nói, tại vì chưa dám nói thì mình chưa biết cái điểm nào mình sai, cái chỗ nào mình đúng à. Mà nói ra thì sẽ trúng chửi thường á, tâm lý con người á, coi phim á cứ thấy cái đúng thì đó là chuyện bình thường, nhưng mà thấy cái sai là bắt đầu lao đu vô chửi à, nên ba mày còn cũng sợ sợ chưa dám nói. Chứ hôm thôi bữa nào cái bà con cô bác mà muốn ba mày còn sẽ làm một cái video, ba mày còn sẽ phân biệt cho bà con cô bác cách giữa Cơ Đốc và đạo Công Giáo mình đây nè, với lại đạo Tin Lành nó giống và nó khác nhau chỗ nào. Bà con cô bác có ủng hộ ba mày còn chia sẻ cái vấn đề này không? Để đó từ cái cơ sở ba mày còn chia sẻ là bà con cô bác vô comment mỗi người một ý để coi cái nào đúng cái nào chính xác thì mình sẽ mở mang ra thêm một cái góc nhìn mới nữa. Ở đây là công trường An Đông nữa, chợ An Đông. Bên tay phải của ba Michael ở đây nè, hồi xưa là nhà của ông Nhất Linh. Ở đây có tiệm cơm gà siêu siêu nè. Đích của ba mày còn là đi cái chợ Hoa Hồ Thị Kỷ. quên. Ở đây có tiệm cơm người dân nè. Bên đây là hồi xưa là hồ tắm An Đông rồi đó. Bên kia đó là hãng thuốc lá mít nè. Ở đây là ngã tư đường Lê Hồng Phong. Bên kia có bến cảnh sát á. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Bên tay trái ba mày cầu đây hồi xưa ta gọi là Tư Sáu Hỏa Xa. Thank you.
đi cắm bữa trưa này là bà con có thấy người dân người ta ăn cơm bình dân không? À, quá trời. Con đường này để mình đi qua con đường An Dương Vương đó, để ba mày cầu đi cái đoạn mà ngay chỗ mà đường Nguyễn Văn Từ á, ở đó bây giờ người ta bày bán cái gì á, cái hoa cũng nhiều lắm. Tới bên đây rồi. Ra hẳn bên đây là màu sen nè. Ở đây có cái ngôi chợ. Ở đây có cái ngôi chợ màu sen. Con đường này trước năm đỉnh là mà đường Thành Thái. Tòa nhà chung cư bên kia rồi bác, hồi đó nó là rồi cái gì đó, cái đó là cái gì đó thôi quên rồi, trường tiểu trung học Trung Thu. Hai cái cổng mà xưa nó nằm đây. Ở bên đây phải là bây giờ đây là đò xưa là Bác Ái Học Viện nè. Bây giờ là trường Đại học Sài Gòn. À, sinh viên ra trường là người ta ghé vô mấy cái bánh tráng trộn. Đây để bà mày rồi dừng lại chút cho bà con quét xem cái cảnh sinh viên ra trường nha. Đây là Đại học Sư Phạm nè. À. Năm nay mấy vòng hoa giấy giả này dịp dịp lên ngôi tết. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.